Đây là những cái nồi, những cái nồi nướng bánh trung thu. Đúng ạ. À, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem nha, bên trong bánh trung thu nè. Wow. Wow, tuyệt vời. Wow. Ok. Rồi qua bên đây, và bên đây là trung thu chính. Đó. Đây là công đoạn. Dạ đây trung thu là không có bán nha. Ok. Đây là công đoạn. À, công đoạn mình quét trứng. Đó. Bánh trung thu. Đây là đầu bếp chính. Và đây là công đoạn về đổ khuôn bánh. Yeah.